đến với thành phố Las Vegas của nước Mỹ. Trước mắt chúng ta là trận đấu của Bùi Sơn Vàng, và đối thủ của Vàng ở trong trận đấu nhánh thua này là một tay cờ số 1 đã rơi thôi, nhưng bị mục tiêu còn lại vẫn đang ở trên bàn. Cô chỉ để thua. Và Facebook đều có cùng một cái tên là Bilaspun VN. Với những trận đấu khuya như thế này thì anh em có cú rút mà Bùi Xuân Vàng đã làm quá. Chúng ta sẽ cùng đến với cú break ở trong ván đấu thứ hai trong set đấu đầu tiên. Tất nhiên nó vẫn sẽ thuộc về Bùi Xuân Vàng. Không có vị nào rơi sau nhiệm vụ của mình hay không. Vị số 2 cho đứng yên ở chỗ đấy. Vẫn là một của Việt Nam, chúng ta đều đang để cho đối phương dẫn trước. Bích Trâm. Ok, bạn Hana Bahari nhá. Trong vòng đấu 32 tay cờ mạnh nhất đó là thì ở trong trận đấu này sẽ là ván đấu cuối cùng. Cú đề ba của Bùi Xuân Vàng không có bị rơi. Có vẻ như đó là một cú đánh không. Trong trận đấu giữa Huỳnh Thị Ngọc lúc này chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Bùi Xuân Vàng. Một cú chạm. Nghĩ là vẫn sẽ có một chút thử thách nào đó ở trong bi mục tiêu số 9 này dành cho Tarama. Bị cuối cùng dành cho Tamara.